8 dấu hiệu thai yếu mẹ bầu cần biết để kịp thời xử lý. Theo thống kê, có đến 20% bà bầu kết thúc thai kỳ bằng kịch bản buồn, đó là sảy thai. Chính vì vậy, khi bắt gặp bất cứ một dấu hiệu thai yếu nào mà chính bạn tiên lượng không ổn, xin đừng ngần ngại đến gặp các bác sĩ chuyên khoa ngay. Trong đó tiểu ít, ngứa bụng hay con đạp nhiều, tưởng chừng chỉ là những triệu chứng thoáng qua nhưng lại rất đáng lo ngại đối với phụ nữ có thai. Trong suốt 40 tuần thai, mẹ bầu không nên chủ quan với bất cứ một thay đổi gì trong cơ thể của mình. Dưới đây là 8 dấu hiệu cảnh báo thai yếu mẹ bầu cần đặc biệt chú ý. Thứ nhất là đi tiểu ít, dấu hiệu thai yếu đáng quan tâm. Thông thường bà bầu sẽ đi tiểu rất nhiều trong suốt thai kỳ bởi sự tác động của nội tiết tố gây áp lực lên bàng quang. Tuy nhiên, nếu mẹ bầu đi tiểu ít hoặc thậm chí ngồi cả buổi mà không đi tiểu, rất có thể mẹ đang bị thiếu nước hoặc có dấu hiệu của chứng tiểu đường thai kỳ. Thứ hai là thai chuyển động bất thường. Những cú đạp chính là những dấu hiệu sinh tồn của bé. Tùy vào thời điểm, bé có thể chuyển động nhiều hay ít, nhẹ nhàng hay mạnh mẽ. Song nếu sau thời gian thay máy đều đặn, mẹ nhận thấy rằng bé bỗng dưng hiếu động một cách bất thường, bé quấy đạp quá nhanh trong vòng 12 tiếng, thì rất có thể thai nhi đang bị ngộp thở do thiếu oxy. Ngược lại, thay máy quá chậm hoặc ngừng hẳn thì cũng không kém phần nguy hiểm. Lúc này đây có thể là dấu hiệu thai bị yếu hoặc có nguy cơ thai chết lưu trong bụng mẹ, rất nguy hiểm. Thứ ba là mẹ bị ngứa toàn thân. Ngứa ngáy khi mang thai là chuyện rất bình thường do thay đổi nội tiết tố mà ra. Tuy nhiên, nếu triệu chứng ngứa lan rộng trên cơ thể của mẹ, đặc biệt là vùng bụng hay lòng bàn tay, ngón chân, triệu chứng ngứa nhiều hơn cộng thêm là vàng da nhẹ thì hãy xem xét chức năng của gan. Đây có thể là những dấu hiệu của hội chứng ứ mật intrahepatic, bệnh dẫn đến ngạt thai, sinh non, thai chết lưu, mẹ xuất huyết sau sinh. Do đó, phụ nữ mang thai cần được xem xét một cách kỹ lưỡng khi thấy ngứa bất thường để được phát hiện và điều trị kịp thời. Thứ tư là cân tăng rất ít hoặc tăng quá nhanh. Tăng cân quá nhiều hoặc quá ít trong thai kỳ cũng biểu hiện sự bất ổn của thai nhi trong bụng. Nếu như mẹ tăng cân quá ít, thai nhi trong bụng có thể đang phải đối phó với việc rối loạn sự phát triển. Ngược lại, nếu tăng cân quá thần tốc thì nguy cơ cao sẽ bị tiền sản giật. 10 đến 12 cân là con số đẹp nhất mẹ nên tính toán khi tăng trọng lượng trong thời gian mang thai. Con số này có thể chênh lệch một chút tùy vào cơ địa và chế độ dinh dưỡng của mỗi người. Thứ năm là chảy sữa trong thai kỳ. Có những bà mẹ sinh con dạ sẽ có sữa non sớm từ tuần thứ 30 của thai kỳ. Đây là hiện tượng hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu như tiết sữa kèm theo triệu chứng đau bụng và chảy máu âm đạo, đặc biệt là người có tiền sử sảy thai không rõ nguyên nhân, thì cần hết sức lưu ý. Nó có thể liên quan tới sự phát triển của bào thai và gây nguy cơ sảy thai. Khi đó, cần được thực hiện kiểm tra nội tiết để được điều trị kịp thời. Thứ sáu là chiều cao tử cung tăng nhanh. Mỗi lần khám thai, bác sĩ đều đo chiều cao tử cung để xác định sự phát triển của thai nhi, đồng thời tính toán kích thước, cân nặng của thai nhi. Nếu là đa thai thì chiều cao tử cung tăng nhanh sẽ không có gì đáng lo ngại. Song nếu thai chỉ có một và chiều cao vòng bụng của mẹ tăng nhanh thì rất có thể thai nhi trong bụng đang gặp phải một số những vấn đề bất thường. Mẹ không nên chủ quan hay tới bệnh viện gặp bác sĩ để có sự chẩn đoán chính xác. Thứ bảy là chảy máu âm đạo. Các mẹ lưu ý, trong suốt thời gian mang thai, nếu mẹ thấy có một lượng nhỏ máu ở âm đạo thì cần phải siêu âm để xác định nguyên nhân ngay lập tức. Đó có thể là dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ thai ngoài tử cung nếu ở những tuần đầu của thai kỳ, nguy cơ động thai, thậm chí là nguy cơ sảy thai, thai lưu nếu thấy máu đỏ sậm. Nếu lúc này mẹ cần thực hiện theo hướng dẫn và uống thuốc theo đơn của bác sĩ, kết hợp nghỉ ngơi để dưỡng thai. Nói chung, nếu thấy bất kỳ một dấu hiệu xuất huyết nào, dù kèm đau bụng hay không thì mẹ cũng nên tới bệnh viện để kiểm tra chắc chắn. 8 là tử cung cứng đờ. Đây là trường hợp hết sức nguy hiểm. Nếu trong thai kỳ mẹ cảm thấy tử cung cứng đờ kết hợp với những cơn đau kéo dài thì chắc chắn đó là dấu hiệu cho thấy mẹ bị bong nho non. Hậu quả của việc bong nho non có thể lấy đi tính mạng của cả mẹ lẫn thai nhi và rất nguy hiểm. Mẹ cần đặc biệt cẩn trọng, không nên xem nhẹ khi cơ thể có dấu hiệu suy thai này.
Các mẹ cần biết đây không phải là mẹ bầu nào cũng có may mắn được hưởng một thai kỳ trọn vẹn cho đến ngày sinh nở. Chính vì thế các mẹ chớ chủ quan, xem nhẹ các biểu hiện bất thường trong thai kỳ vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo thai yếu và cần can thiệp kịp thời ngay lập tức. Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu các mẹ bầu 8 món ngon tốt dành riêng cho bà bầu giúp cho mẹ an thai và con khỏe mạnh hơn. Các chị em khi mang thai nên bổ sung những món ăn nào là thắc mắc của mọi phụ nữ. Có rất nhiều món ngon tốt dành cho các mẹ bầu mà chị em nên sử dụng để cung cấp dinh dưỡng cho con cũng như cho mẹ. Video sau đây sẽ cung cấp cho bạn 8 món ngon tốt dành riêng cho bà bầu giúp cho mẹ an thai, con khỏe mạnh. Hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu những dưỡng chất cần thiết trong mâm cơm dành riêng cho bà bầu là những dưỡng chất nào. Bà bầu là đối tượng đặc biệt, cần có nhiều dưỡng chất hơn người bình thường. Để đảm bảo dinh dưỡng cho cả mẹ và thai nhi, thì các chuyên gia khuyến cáo trong khẩu phần ăn hàng ngày của thai phụ cần có những dưỡng chất sau đây. Thứ nhất là protein. Trong những mâm cơm dành cho bà bầu thì không thể thiếu protein, bởi đây là dưỡng chất rất quan trọng có mặt trong nhân và chất nguyên sinh của tế bào. Protein có nhiều trong các loại thực phẩm như trứng, sữa, cá và thịt. Thứ hai là acid folic. Đây là một trong những vitamin nhóm B. Acid folic rất quan trọng đối với việc phát triển não bộ và cột sống của trẻ. Bên cạnh đó, đây còn là một dưỡng chất giúp phòng chống các bệnh lý nguy hiểm ở thai nhi như khuyết tật ống thần kinh hay nứt đốt cột sống. Thứ ba là sắt. Đây là dưỡng chất rất tốt cho máu, đặc biệt là đối với những người đang mang thai. Nếu mẹ bầu nào thiếu máu thì cần bổ sung ngay lập tức các thực phẩm chứa sắt để đảm bảo lượng máu cho cơ thể. Các thực phẩm chứa nhiều sắt có thể được kể đến như khoai tây, thịt gia cầm, thịt bò và đậu nành. Thứ tư là chất béo. Đây là dưỡng chất bổ sung nguồn năng lượng lớn dành riêng cho các mẹ bầu. Tuy nhiên mẹ bầu không nên lạm dụng chất béo quá nhiều bởi điều này sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Một số thực phẩm có nhiều chất béo có lợi như sữa, trứng, cá, quả bơ và các loại hạt. Thứ năm là canxi. Các chuyên gia cho biết mẹ bầu là nhóm đối tượng cần phải cung cấp nhiều canxi hơn so với người bình thường để đảm bảo cho sự phát triển của thai nhi. Canxi thường có trong các thực phẩm như hải sản, sữa chua và phô mai. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn 4 món ngon tốt dành riêng cho bà bầu mà bạn nên bổ sung thường xuyên trong suốt thai kỳ. Trong suốt thai kỳ mang thai, mẹ bầu cần phải thay đổi thực đơn ăn uống của mình để đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể. Dưới đây là thực đơn của 4 món ngon tốt dành riêng cho bà bầu mà bạn nên lưu tâm để cho mẹ an thai và con khỏe mạnh. Thứ nhất là cháo bồ câu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Viện Phó Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, thịt chim bồ câu có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ ngũ tạng, kiện tỳ vị, ích khí huyết, trừ khử phong giải độc. Thịt bồ câu có chứa 22,14% protein, 6,4% chất béo, ngoài ra còn có chứa lipid, canxi và phốt pho và nhiều thành phần vi lượng khác. Đặc biệt hàm lượng protein trong thịt bồ câu cao nhưng cholesterol khá thấp nên rất tốt cho sức khỏe. Chúng cũng có chứa nhiều vitamin như vitamin A, B1, B2 và E và các nguyên tố vi lượng khác. Có hàm lượng cao hơn những loại thực phẩm khác như thịt bò, gà và cá. Ngoài ra thịt bồ câu ăn ngon, bổ dưỡng, dễ tiêu hóa hơn các loại thịt gia cầm khác, có tác dụng bồi bổ sức khỏe cho thai phụ và tránh đầy hơi khó tiêu. Thứ hai là cháo gà ác hầm hạt sen và thuốc bắc. Cháo gà ác hầm hạt sen và thuốc bắc luôn là món ăn không thể thiếu trong danh sách những món ngon tốt dành riêng cho bà bầu. Đây là món ăn có mùi vị thơm ngon, hấp dẫn, lại vô cùng bổ dưỡng, đặc biệt là thích hợp với mẹ bầu đang mang thai trong những tháng đầu và bị ốm nghén. Vì sao gà ác tần hầm sen và thuốc bắc lại là một trong những món ngon tốt dành riêng cho bà bầu? Bởi vì thịt gà ác có thành phần dinh dưỡng cao, bao gồm có protein, các chất béo có lợi, chất khoáng mà lại được nấu trong các vị thuốc bắc như nhân sâm, táo đỏ, kỳ tử, ý dĩ và hoài sơn, có công dụng chữa chán ăn, suy nhược cơ thể và bổ máu. Ngoài ra việc kết hợp gà ác cùng với hạt sen giúp cho bà bầu chữa mất ngủ, an thần rất tốt. Đây chính là món ăn vô cùng bổ dưỡng dành cho phụ nữ mang thai. Thứ ba là cháo cá chép. Cháo cá chép là một trong số những món ngon tốt dành riêng cho bà bầu quen thuộc từ ngàn xưa. Thực tế cho thấy rằng thịt cá chép có rất nhiều công dụng như lợi tiểu, tốt cho hệ tiêu hóa, chữa ho, mẩn ngứa. Đặc biệt với bà bầu và sản phụ sau sinh, cháo cá chép được biết đến là món ăn an thai và lợi sữa.
Quan niệm dân gian cho rằng trong thai kỳ, bà bầu ăn cháo cá chép thường xuyên sẽ sinh ra những đứa con thông minh, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh vì trong thịt cá chép có chứa nhiều protein và các axit amin, chất béo cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Một số bà mẹ mang thai thời kỳ đầu thường lựa chọn cá chép để bổ sung dinh dưỡng, đồng thời phòng ngừa tình trạng động thai. Không những thế, ở giai đoạn gần cuối của thai kỳ, cháo cá chép kết hợp với gừng, đậu đỏ có tác dụng giảm tình trạng tê phù tay chân và lợi tiểu cho bà bầu. Thứ tư là trứng gà. Trứng gà chứa nhiều nguyên tố vi lượng quan trọng như kali, natri, magie, photpho, đặc biệt là nguyên tố sắt cần thiết cho cơ thể, rất tốt cho bà bầu. Không những thế, trứng gà còn cung cấp một lượng đáng kể protein có giá trị sinh học rất cao. Ngoài ra còn có chứa nhiều vitamin A, D, B2, B6, B12, acid folic, choline, sắt, canxi, photpho, kali, chất béo và nhất là omega 3. Chính vì những giá trị dinh dưỡng như thế mà trứng gà luôn là thực phẩm không thể thiếu trong danh sách các món ngon tốt dành riêng cho bà bầu. Các mẹ nên ăn điều độ trứng gà để giảm hàm lượng cholesterol trong máu, tăng cường trí não, tăng cường khả năng ghi nhớ ở trẻ sau này. Chưa dừng lại ở đó, lòng trắng trứng có công dụng kỳ diệu trong việc khôi phục và tái tạo collagen của da. Dùng lòng trắng trứng xoa đều lên vùng da bị rạn sẽ giảm thiểu tối đa triệu chứng này cho bà bầu. Vậy các thực phẩm cần tránh trong mâm cơm của bà bầu bao gồm những thực phẩm gì? Bà bầu không những cần chú ý đến thực phẩm giàu dinh dưỡng và cần thiết mà bên cạnh đó cũng cần thận trọng tuyệt đối với những thực phẩm không được sử dụng hay chú ý đến những thực phẩm cần tránh dưới đây để mẹ và bé luôn được khỏe mạnh. Thứ nhất là rượu bia và các chất có cồn, caffeine cũng như các chất gây nghiện. Thứ hai là cần ăn chín uống sôi, không được ăn các thực phẩm tươi sống hoặc nấu chưa chín như sushi, trứng lòng đào. Thứ ba là không nên ăn các loại rau quả như rau sam, mướp đắng, ngải cứu, rau răm, dứa và nhãn để tránh những ảnh hưởng đến mẹ và thai nhi. Thứ năm là các loại cá được đánh bắt ở biển thường có hàm lượng thủy ngân rất lớn. Mẹ bầu vẫn có thể ăn các loại cá đó, tuy nhiên không nên ăn nhiều và thường xuyên bởi có thể nhiễm độc thủy ngân khiến cho thai nhi bị dị tật, não bị tổn thương và chậm phát triển. Thứ năm là gan động vật có không ít chất dinh dưỡng nhưng cũng tích tụ rất nhiều độc tố, vì vậy mà mẹ bầu không nên ăn thường xuyên để tránh ảnh hưởng tới thai nhi. Thứ sáu là tránh uống các loại sữa chưa được qua tiệt trùng và các loại thực phẩm được chế biến từ sữa như phô mai. Mâm cơm dành cho bà bầu phải luôn được lựa chọn một cách cẩn thận và đầy đủ các dưỡng chất cần thiết. Vì thế hãy bỏ túi ngay danh sách những món ngon tốt dành riêng cho bà bầu và những thực phẩm cần phải tránh ở trên để có một nền tảng cho thai nhi phát triển một cách toàn diện nhất về sau này. Ngoài một chế độ dinh dưỡng hợp lý, lời khuyên của các chuyên gia dành cho các bạn là nên kết hợp bổ sung thêm các loại thực phẩm, vitamin và khoáng chất giúp đáp ứng đầy đủ các dinh dưỡng cần thiết dành riêng cho mẹ bầu và thai nhi.